Chào mừng các bạn quay trở lại với Tech Room. Trong những video lần trước chia sẻ về Android 10, mình làm tới 2 hay 3 video gì đó. Thì trong những cái tính năng mà Android 10 có thì mình đặc biệt ấn tượng với tính năng có tên gọi là Caption ở tiếng Anh, hoặc tiếng Việt thì tạm dịch nôm na là phụ đề. Tính năng đó sẽ giúp những người có vấn đề về nghe hoặc thính giác có thể sử dụng được hiệu quả chiếc điện thoại của mình mà không cần phải thêm cái thiết bị trợ thính gì phức tạp cả. Và đáng tiếc là trong những lần trước mình thử nghiệm trên Android 10 thì tính năng đó vẫn chưa có. Mình có hứa là khi nào tính năng đó xuất hiện thì mình sẽ thực hiện một video để chia sẻ với các bạn. Và tính năng đó thì hôm nay đã xuất hiện trên chiếc điện thoại của mình. Và mình sẽ chia sẻ với các bạn cách thức hoạt động cùng với là hiệu quả của Caption ra sao. Bắt đầu! Để bật lên thì chúng ta sẽ bật vào phần phím tay nhả âm lượng, phím nào cũng được. Ngoài các cài đặt và âm lượng truyền thống thì chúng ta sẽ có thêm một cái phần dấu gạch bên dưới thì nhỏ nhỏ màu xanh, các bạn sẽ bật vào. Mỗi khi có bất cứ âm thanh nào phát ra từ chiếc điện thoại của mình thì cái phần mềm này nó sẽ nghe được và nó chuyển đổi âm thanh đó thành dạng text để chúng ta theo dõi. Cái này rất là tiện lợi, mỗi khi các bạn muốn xem video hay làm gì đó trong một chỗ nào đó mà không tiện bật tiếng lên thì đây là một cách rất là hay để mà theo dõi được nội dung video dù không cần bật tiếng. Hoặc là đặc biệt cần thiết cho những bạn nào, cho người thân ở nhà mà có vấn đề một chút về thính giác, việc nghe không được tốt thì cái tính năng này cũng cực kỳ hiệu quả để phục vụ tốt cho cái nhu cầu sử dụng điện thoại của chúng ta. Một trong những tính năng hay nhất trên Android 10 mà sau khoảng 4 tháng trời thì nó mới xuất hiện. Sau khoảng thời gian tìm kiếm thì mình có tìm được một cái video có nội dung là tiếng Anh trên Facebook của mình. Và bây giờ mình sẽ mở cái video này để xem thử là cái caption nó có hoạt động trên cái video này chạy trên điện thoại của mình hay không ha. Chính xác là như các bạn thấy, có bất cứ âm thanh nào được phát ra từ trong video này thì phụ đề bằng tiếng Anh sẽ được chuyển trực tiếp ngay bên dưới và các bạn có thể đọc được. Và ngay cả việc mình tắt tiếng trên điện thoại của mình đây nữa, mình sẽ giảm âm lượng tới mức tối thiểu này. Và bây giờ mình sẽ mở lại video xem thử nó có hoạt động hay không. Khi mình đã tắt tiếng hoàn toàn cái video này rồi nhưng mà mình vẫn có thể theo dõi được đầy đủ nội dung bên trong cái video bằng cái ứng dụng Caption đang có trên Android 10 này, cực kỳ xịn sò và tiện lợi. Theo trải nghiệm của mình thì đó là một ứng dụng có nguồn data đến từ Google nên nó nhận diện giọng nói khá là nhanh và chuyển toàn bộ giọng nói đó thành dạng text khá là chính xác. Đôi khi nó vẫn có sai sót nhưng mà cái sai sót đó là không hề nhiều. Trong quá trình trải nghiệm của mình thì gần như nó dịch rất là chuẩn. Và đặc biệt là cái tính năng này hoạt động kể cả khi không có mạng internet thì nó vẫn hoạt động được, bởi vì là tính năng nằm sẵn trong hệ điều hành. Mình sẽ tắt toàn bộ mạng của cái chiếc máy mình đi. Bật chế độ máy bay luôn đây. Và như các bạn thấy, dù không có kết nối internet nhưng ứng dụng vẫn tiếp tục dịch. Khi cứ nó phát hiện ra có âm thanh thì toàn bộ nội dung nó nghe được nó sẽ chuyển thành dạng text cho chúng ta đọc trong bất cứ điều kiện nào, không cần internet vẫn hoạt động được. Điều tương tự mình cũng làm với YouTube. Ở đây mình đang mở một video của Mark Rowley, hoặc là không bị dính bản quyền. Thì để xem thử là người ta có dịch được hay không. Bật tiếng lên nè. Tất cả những nội dung mà anh Mark Rowley này đang nói thì đều được chuyển thành dẫn text cho mình theo dõi. Ngoài ra thì chúng ta có thể kéo thả cái phụ đề này nằm nó nổi bất cứ ở vị trí nào ở trên màn hình của mình. Muốn loại bỏ thì kéo xuống bên dưới giống như một cái bong bóng giác bình thường. Những cái cài đặt liên quan tới phụ đề này thì chúng ta đang thấy, ví dụ như là ẩn từ ngữ thô tục này, hiện nhãn dán âm thanh, hoặc tạo phụ đề trực tiếp từ nút điều chỉnh âm lượng, là những cái cài đặt vô cùng đơn giản. Một trong những cái phần mà quan trọng nhất đó chính là ngôn ngữ. Thì hiện tại nó chỉ đang hỗ trợ tiếng Anh. Đó là lý do tại sao từ đầu tới giờ mà mình chỉ sử dụng những video có nội dung là tiếng Anh nó mới dịch được. Còn mỗi khi nó phát hiện được trong nội dung đó là tiếng Việt hoặc những nội dung mà ngôn ngữ nào khác nó không hiểu được thì nó sẽ tự tắt cái tính năng này đi. Và không chỉ là dịch từ ngữ, cái tính năng này nó còn thông minh tới mức mỗi khi nó nghe được tiếng nhạc thì nó hiện là tiếng nhạc. Tiếng nhạc sập sình là nhạc sập sình, mà nhạc tình cảm là nhạc tình cảm. Nghe được tiếng cổ vũ, tiếng vỗ tay nó cũng dịch thành tiếng vỗ tay chúng ta theo dõi được. Nên là trong một lúc nào đó các bạn không có điều kiện bật tiếng trên điện thoại của mình thì cái ứng dụng, cái tính năng caption này nó sẽ tái tạo được toàn bộ âm thanh có trong video hay là đoạn âm thanh các bạn cần nghe được, để các bạn tưởng tượng ra là cái âm thanh ở trong như thế nào dù các bạn không nghe. Đó là một thứ mà cực kỳ xịn sò, vui vẻ mà hay ho Google sẽ tạo ra được trên cái phiên bản hệ điều hành Android 10 của mình. Và một cái lo ngại quan trọng nữa đó chính là vấn đề bảo mật. Thì nhiều người lo lắng là nó nghe hết, theo dõi hết tất cả những gì chúng ta sử dụng trên điện thoại thì có an toàn hay không. Thì Google bảo là toàn bộ dữ liệu này nó sẽ được gói sẵn thành một cục và bỏ trên hệ điều hành, không hề gửi data và trao đổi data gì với Google cả, nên các bạn yên tâm. Đó là lý do tại sao mà chúng ta tắt mạng đi vẫn có thể sử dụng ứng dụng này. Nói chung thì đó là một cái rất là hay mà đến từ Google, mình khen hay nãy giờ phải 4 lần rồi. Nhưng mà các bạn nếu có điều kiện sử dụng chiếc máy có Android 10 thì mở lên xem thử là chúng ta có tính năng này hay không ha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.
nhấn subscribe. Bye bye.